Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế 24 giờ mới nhất trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị, xung đột tại Trung Đông đang ngày càng căng thẳng hơn bao giờ hết sau hai vụ ám sát xảy ra chỉ cách nhau vài giờ đồng hồ nhằm vào hai quan chức cấp cao của phong trào Hamas tại Gaza và lực lượng Hebolab ở Liban. Tình hình này làm dấy lên mối lo ngại về việc một cuộc xung đột toàn diện xảy ra ở Trung Đông khi Iran tuyên bố sẽ tấn công Israel để trả đũa. Trước lời đe dọa này, quân đội Mỹ cho hay đang triển khai thêm máy bay tiêm kích và tàu chiến của hải quân đến Trung Đông để tăng cường phòng thủ cho đồng minh Israel. Điều động tàu sân bay, tàu ngầm F-35, Mỹ dàn trận khủng quanh Iran Hãng tin ASIO trích dẫn một nguồn tin cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã thông báo với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin rằng Iran hiện đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel. Trong một tuyên bố hôm 12 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Israel xác nhận đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ tối 11 tháng 8, tuyên bố cho biết hai bộ trưởng đã thảo luận về sự phối hợp hoạt động và chiến lược cũng như sự sẵn sàng của quân đội Israel trước các mối đe dọa từ Iran. Đài Fox News ngày 12 tháng 8 cũng cho hay các xạ thủ hàng đầu của Mỹ đang di chuyển vào vị trí ở Trung Đông. Với việc điều tàu sân bay USS Lincoln và tàu ngầm USS Georgia đến Trung Đông giữa căng thẳng leo thang, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đang đảm bảo rằng Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã sẵn sàng kiềm chế Iran và hoặc các lực lượng ủy nhiệm của nước này nếu Tehran tấn công Israel trong vài ngày tới. Các phi công tiêm kích chim ăn thịt F-22 của không quân Mỹ đã dỡ hành lý tại một căn cứ ở Trung Đông sau khi họ tới đây vào ngày 8 tháng 8. Chia sẻ trên Fox News, chuyên gia chính trị người Mỹ Rebecca Grant liệt kê thêm nhiều lựa chọn khí tài hàng đầu khác của Washington. Trước tiên là tàu ngầm tên lửa dẫn đường USS Georgia, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 11 tháng 8 chỉ thị triển khai một tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường USS Georgia đến Trung Đông. USS Georgia ban đầu là một tàu ngầm tấn công lớp Ohio được thiết kế để mang vũ khí hạt nhân. Sau đó, trải qua quá trình chuyển đổi công nghệ cao thành tàu ngầm tấn công tên lửa dẫn đường thông thường. Con tàu có lượng giãn nước 18.750 tấn khi lặn và chiều dài 175 mét. Nó có thể mang được 154 tên lửa hành trình Tomahawk trong 22 ống phóng. Thêm vào đó là một bộ liên lạc cực kỳ tiên tiến. USS Georgia có thể tự mình soi thẳng vào Iran. Tàu USS Georgia đã tham gia vào các cuộc tập trận ở châu Âu và đang có mặt ở Đông Địa Trung Hải. Tên lửa Tomahawk có tầm bắn đến 1.600 km, đạt tầm bắn vào tận Iran. Tiếp đến là hai tàu sân bay. Bộ trưởng Lao Austin ra lệnh đẩy nhanh tốc độ di chuyển của tàu sân bay Abraham Lincoln từ Thái Bình Dương đến Trung Đông, nơi tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang thường trực. Cuộc khủng hoảng Trung Đông buộc tư lệnh Trung ương Mỹ phải duy trì một tàu sân bay ở khu vực Biển Đỏ gần như không ngừng nghỉ trong 10 tháng và cần 4 tàu sân bay để đáp ứng nhiệm vụ. Việc di chuyển tàu Lincoln thực sự khiến hải quân Mỹ thiếu một tàu sân bay ở Thái Bình Dương. Ngay sau hai tàu sân bay kể trên là phi đội F-35C trên tàu sân bay do thủy quân lục chiến điều hành. Những máy bay phản lực tàng hình trên tàu sân bay này có radar và các khả năng cảm biến khác rất mạnh, được biết đến là có thể đe dọa Iran. Trong một diễn biến bất thường, một phi đội thủy quân lục chiến Mỹ điều khiển F-35C, các thủy quân lục chiến khác lái biến thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng F-35B với tàu đổ bộ. Thế nhưng phi đội tiêm kích tàu sân bay VMFA-314, biệt danh Hiệp sĩ Đen, huấn luyện và bay như một phần của phi đội không quân tàu sân bay 9. Ngoài ra phải kể đến FA-18EF Super Hornet, máy bay tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay kiêm máy bay tấn công. Lực lượng đang phục vụ trên tàu Theodore Roosevelt là không đoàn tàu sân bay số 11 CVW-11, có 3 phi đội FA-18E. Lực lượng này bận rộn cả ngày lẫn đêm với các cuộc tuần tra trên không ứng phó với Houthi ở Biển Đỏ. Lựa chọn tấn công hàng đầu được chuyên gia Rebecca Grand điệp tên là tiêm kích F-15E Stricker Eagles. Những chiếc F-15E có thể mang tên lửa đối không và hầu hết các vũ khí đang có của không quân Mỹ. Việc Bộ trưởng Austin lựa chọn triển khai các khí tài tấn công hàng đầu nêu trên nhằm ngăn chặn và hạn chế các lựa chọn chiến thuật của Iran khi nước này cân nhắc các kế hoạch trả đũa. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng đã ra lệnh triển khai một tàu ngầm tên lửa dẫn đường đến Trung Đông. Theo tờ The Times of Israel ngày 12 tháng 8, Lầu Năm Góc đã cho biết thông tin trên trong một tuyên bố. Đây là động thái hiếm hoi của Mỹ khi thông báo về hoạt động di chuyển của một tàu ngầm. Lầu Năm Góc nói thêm rằng ông Austin cũng đã ra lệnh cho nhóm tác chiến Abraham Lincoln đẩy nhanh triển khai đến khu vực này cùng ngày một quan chức cấp cao của Mỹ cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu tấn công Israel, đồng thời cho rằng bước leo thang căng thẳng này sẽ là mối đe dọa đối với hy vọng về thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza. Bên cạnh sự củng cố hàng rào phòng thủ cùng những khí tài tối tân của Israel, phía Iran cũng tỏ ra không hề yếu thế khi kích hoạt nhiều vũ khí mới. Ngày 9 tháng 8 năm 2024 vừa qua, hãng thông tấn Tasnim của Iran đã công bố thông tin về việc hải quân của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) tiếp nhận một loạt thiết bị quân sự mới. Iran kích hoạt tên lửa tàng hình mới gia tăng đe dọa đối với Israel. Trong buổi lễ chính thức này, Iran đã giới thiệu nhiều trang bị tiên tiến bao gồm tên lửa hành trình mới, máy bay không người lái chiến đấu và trinh sát, hệ thống tác chiến điện tử và radar hải quân. Tên lửa hành trình mới được Iran sản xuất tích hợp công nghệ tàng hình tiên tiến, làm cho chúng gần như không thể bị phát hiện bởi radar của đối phương. Một trong những sản phẩm nổi bật là tên lửa hành trình Abu Masdi, được phát triển bởi Tổ chức Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Iran. Tên lửa này có tầm bắn hơn 1.000 km, và được thiết kế để tăng cường khả năng phòng thủ bờ biển của Iran, đặc biệt khả năng tàng hình và chính xác cao của nó có thể làm tăng đáng kể sức mạnh của lực lượng hải quân Iran. Ra mắt vào tháng 8 năm 2022 và bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 2023, Abu Mahdi tích hợp trí tuệ nhân tạo AI, giúp nó tăng cường khả năng tránh hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại và nâng cao hiệu quả tấn công. Ngoài ra, Iran còn giới thiệu các loại tên lửa hành trình khác như Talas, Aegis và Nasir. Về Tala Ezes, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời tư lệnh hải quân Iran Saram Irani cho biết, tên lửa hành trình này có tầm bắn hơn 1.000 km và là tên lửa thông minh có thể thay đổi mục tiêu khi đang bay. Tên lửa hành trình chống hạm Nasir của Iran được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên biển với độ chính xác cao và khả năng phá hủy mạnh mẽ. Nasir có thể được phóng từ các bệ phóng di động trên đất liền hoặc từ tàu chiến. Những tên lửa này được trang bị công nghệ tàng hình tiên tiến giúp chúng khó bị phát hiện, bởi các hệ thống phòng thủ của đối phương và có khả năng gây thiệt hại đáng kể cho các tàu hải quân lớn như tàu khu trục. Sự phát triển này là kết quả của nhiều thập kỷ trừng phạt và cấm vận quốc tế, đặc biệt là từ các nước phương Tây, đã định hình ngành công nghiệp hải quân của Iran. Những hạn chế này đã buộc Iran phải phát triển các công nghệ quân sự nội địa để duy trì và tăng cường khả năng phòng thủ và tấn công của mình. Ngành công nghiệp hải quân Iran đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc sản xuất tàu, tàu ngầm và các hệ thống tên lửa tiên tiến phản ánh sự tự lực cánh sinh của quốc gia này trong bối cảnh bị cắt đứt khỏi nhiều thị trường quốc tế. Gần đây, các hệ thống tên lửa tinh vi của Iran như tên lửa hành trình dẫn đường bằng AI đã gây ra mối đe dọa gia tăng đối với Israel. Tính năng tàng hình và khả năng tấn công chính xác của những tên lửa này có thể vượt qua các hệ thống phòng thủ tiên tiến của Israel, làm suy yếu khả năng phòng thủ của quốc gia này trước các cuộc tấn công. Khả năng phóng từ tàu cũng mở rộng phạm vi hoạt động của chúng cho phép Iran nhắm mục tiêu vào các vị trí chiến lược từ khoảng cách xa, tăng cường mối đe dọa đối với các tuyến đường hàng hải quan trọng của Israel. Làn sóng chỉ trích toàn cầu đổ dồn Israel vì cuộc không kích kinh hoàng vào trường học. Trong khi đó, ngày 11 tháng 8, nhiều quốc gia đã lên tiếng phản đối cuộc không kích của Israel nhằm vào một trường học ở thành phố Gaza, khiến khoảng 100 người thiệt mạng. Trường học này chuyển thành nơi trú ẩn của những người di tản Palestine trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. IDF và cơ quan an ninh Sinbad tối ngày 10 tháng 8 đã nêu tên 19 thành viên Hamas, đã bị họ loại bỏ trong cuộc không kích vào sáng cùng ngày nhằm vào phòng chỉ huy của Hamas tại trường Tebaen ở thành phố Gaza. Theo IDF, cuộc tấn công được thực hiện bằng 3 tên lửa chính xác nhằm vào phòng chỉ huy của hai nhóm Hamas, được ngụy trang trong một nhà thờ Hồi giáo tại khu phức hợp trường học Kapaen. Các quan chức IDF cho biết, cảnh quay sau cuộc tấn công cho thấy không có thiệt hại lớn nào đối với khu phức hợp trường học xung quanh. Họ cũng lưu ý các tên lửa không thể gây ra thiệt hại tương ứng với các báo cáo thương vong của văn phòng truyền thông chính phủ tại Gaza. Trong bài phát biểu bằng tiếng Anh sau đó cùng ngày, người phát ngôn của IDF chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết, trong những tháng gần đây, Hamas ngày càng tập trung vào việc khai thác các tòa nhà trường học, thường là nơi thường dân trú ẩn bên trong để sử dụng chúng làm cơ sở quân sự, trung tâm chỉ huy và kiểm soát để cất giữ vũ khí và thực hiện các cuộc tấn công khủng bố. Trong vài tuần qua, tình báo của chúng tôi đã theo dõi chặt chẽ một cơ sở quân sự đang hoạt động của Hamas, sau khi chúng tôi nhận được thông tin tình báo rõ ràng về mối đe dọa do Hamas gây ra và theo luật nhân đạo quốc tế, chúng tôi đã thực hiện nhiều bước để giảm thiểu rủi ro cho dân thường, bao gồm sử dụng giám sát trên không trước cuộc tấn công và lựa chọn đạn dược rất chính xác để tránh thương vong cho thường dân. Sau cuộc không kích kinh hoàng của IDF, nhiều nước trên thế giới đã đồng loạt lên án hoạt động quân sự này của Tel Aviv. Phản ứng trước hành động của Israel, Algeria đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến hành cuộc họp khẩn trương trong thời gian sớm nhất. Phó tổng thống Mỹ và ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris nói với các phóng viên, trong khi cũng nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ở Gaza, một lần nữa quá nhiều dân thường đã thiệt mạng. Nhà Trắng cho biết họ vô cùng quan ngại về cuộc không kích và đang tìm kiếm thêm thông tin chi tiết. Ngoại trưởng Anh David Lammy cho biết anh kinh hoàng trước cuộc không kích chết người của Israel vào trường TPN và sự mất mát thương tâm về sinh mạng và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Pháp cũng lên án cuộc không kích bằng những lời lẽ cứng rắn nhất. Trong nhiều tuần, các tòa nhà trường học đã liên tục bị nhắm mục tiêu với số lượng nạn nhân là thường dân không thể chấp nhận được. Qatar giống như Ai Cập đã làm trung gian trong các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas, đã yêu cầu một cuộc điều tra khẩn cấp sau cuộc không kích. Bộ Ngoại giao đi băng nơi Hezbollah đã phát động các cuộc tấn công gần như hàng ngày vào Israel để đoàn kết với Gaza kể từ vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 do Hamas cầm đầu, khởi đầu cho cuộc giao tranh đang diễn ra cho biết cuộc không kích cho thấy ý định kéo dài chiến tranh của Israel, trong khi Ả Rập Xê Út kêu gọi chấm dứt cuộc thảm sát hàng loạt ở Gaza người phát ngôn của bộ ngoại giao iran tuyên bố cuộc không kích là bằng chứng của tội diệt chủng tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người cùng một lúc và kêu gọi các quốc gia hồi giáo hành động rộng rãi chống lại israel và ủng hộ cuộc kháng chiến của người palestine thổ nhĩ kỳ đã lên án tội ác chống lại loài người mới sau cuộc tấn công của israel Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói, Israel đã phạm tội ác chống lại loài người mới khi thảm sát hơn 100 thường dân đã trú ẩn trong một trường học. Israel đang muốn phá hoại các cuộc đàm phán ngừng bắn. Moscow cũng đã lên tiếng phản ứng với cuộc không kích của Israel vào trường học ở Gaza. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Sakharova cho biết, quân đội Israel nên kiềm chế các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng dân sự ở Gaza Chúng tôi đang vô cùng bàng hoàng trước cuộc không kết mới nhất do Tây Jerusalem tiến hành. Chúng tôi tin rằng không có và không thể có lý do nào biện minh cho những hành động như vậy. Trong khi đó, phía quân đội Israel nói rằng ngôi trường là nơi trú ẩn của ít nhất 20 thành viên Hamas và các tay súng Hồi giáo cực đoan, bao gồm cả các chỉ huy cấp cao. Theo Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, ngôi trường đã bị tấn công tới 3 lần trong buổi cầu nguyện vào sáng 10 tháng 8. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những diễn biến tiếp theo liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông sắp tới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Mời quý vị cùng chú ý đón xem. Quý vị cũng đừng quên ấn nút like và subscribe trên kênh để cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.